Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hôm nay các bạn vào tiếp tục vào xem một cái đoạn video mới ở trên cái kênh là BTV, bắt đầu từ cái chữ B-Training. Và hôm nay bạn giới thiệu với một cái bạn mình giới thiệu bạn với một bạn doanh nhân trẻ, bạn đến từ một cái nơi xa Sài Gòn gọi là Tân Phú, Đồng Nai, nó cũng gần Đà Lạt á, bạn đã đến đường Đà Lạt các bạn sẽ thấy. Thì bạn Trúc, bạn sẽ cho mọi người biết về họ tên của bạn, tên tuổi của bạn, và bạn đã có gia đình chưa và bạn đã ra cái nhà được bao nhiêu năm rồi. Chào các bạn, mình là Nguyễn Mạnh Trúc đến từ Tân Phú, Đồng Nai. Từ khoảng cách từ nhà mình lên tới đi training là khoảng 130 cây số. Wow, 132 cây số. Rất là xa. Mình hiện giờ là chưa có gia đình và đang kinh doanh trong lĩnh vực nội thất gia đình, nội thất văn phòng. Và kinh doanh được 12 năm rồi. Khoảng thời gian là cũng khá là... Wow, tức là năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là em 33 tuổi. 33 tuổi, kinh doanh 12 năm rồi. Mới có 20-21 tuổi bạn đã ra kinh doanh rồi. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Nếu các bạn đang ngồi trước mấy hình là bạn phải cho bạn trước một nào có tay tuyệt lớn. Bởi vì rất là ngưỡng mộ bạn. Vậy thì cái câu chuyện ở đây nè, là vì sao bạn chọn cái con đường kinh doanh mà bạn chọn cái đường kinh doanh quá sớm đến nhiêu vậy? Từ nhỏ thì mình đã thích cái con đường kinh doanh. Cái suy nghĩ của mình là kinh doanh thì đúng là chỉ có kinh doanh là mình mới đem lại được cái gì đó cho giá trị cho đời, cho xã hội, và cho mình mới build up được cái bản thân của mình. Mình cũng bị ảnh hưởng với gia đình, tại vì mẹ là cái người mà kinh doanh, ba mẹ là cái người kinh doanh truyền thống. Mình cũng nhìn theo cái gương đó là mình muốn kinh doanh, tại vì từ ba mẹ mình đã có gây dựng lên được cái sự nghiệp, một cái cơ ngơi, nên là mình muốn chỉ có con đường kinh doanh mình mới thành công. Bạn Trúc, các bạn thấy không? Bạn Trúc có được cái may mắn là trong gia đình mà đã có bố mẹ làm kinh doanh rồi, nên là cái tư duy đó mặc nhiên nó cài đặt luôn. Bạn hình dung chưa? Nên là mà nói với các bạn nè, là các bạn nếu mà bây giờ các bạn làm kinh doanh thì sau này bạn dạy con bạn gì? Phải làm kinh doanh giống như truyền thống gia đình của bạn, đúng vậy. Vậy thì bạn Trúc, mình có nghe thông tin là bạn Trúc là đã đi du học. Vậy thì bạn đi du học nước nào và bạn học cái gì? Ok, thì mình cái doanh nghiệp của mình thành lập từ năm 2006. Và khi mình hoạt động được 2 năm, sau đó là mình có một cái sự thay đổi, một cái suy nghĩ, mình muốn đi du học. Và mình ngắt cái thời gian mình kinh doanh lại, mình để lại cho gia đình kinh doanh. Và mình đi học ở nước Úc hết 5 năm. Bạn học về cái chuyên ngành gì? Cái chuyên ngành thì đầu tiên là mình học về commerce, là bên thương mại. Nhưng mà vì nói chung là cái hoàn cảnh thì mình sống ở bên đó, mình theo thời gian, theo cái môi trường đó là mình chuyển qua cái về bên hobby, về bên cookery, là gọi là về bên nấu ăn, để bên nấu ăn cho mấy cái nhà hàng, những cái rồi bạn ở bên đó như thế nào, rồi bạn về Việt Nam như thế nào? Khoảng thời gian học ở bên Úc thì thực sự là mình học hỏi rất là nhiều. Mình thì từ nhỏ đến lớn thì được gia đình chu cấp cho toàn bộ, mình phải không lo về tài chính, không lo về mọi thứ. Mà khi mình quyết định ra đi, mình biết là mình sẽ bị có cái thời gian trải nghiệm rất là khó khăn, nhưng mà mình vẫn đi, mình cương quyết là mình, tại vì mình muốn học hỏi, mình nhìn coi nước bạn nó phát triển như thế nào, là con người ta sống ra sao. Thì trong thời gian học là bạn tự kiếm tiền để đi học hay là gia đình chu cấp? Trong thời gian đi học thì một cái thơm đầu là cái khoản đầu tiên thì mình chưa làm ra tiền thì mình phải xin gia đình trợ cấp. Và nhưng mà mình có một cái ý thức là mình tới tuổi này rồi, mình phải làm được cái gì cho bản thân mình. Bắt đầu mình mới đi ra, mình làm, mình kiếm tiền, tự mình trang trải, tự mình đóng tiền học phí. Tại vì mình có cái suy nghĩ là mình, ba mẹ đã nuôi mình từ nhỏ. Nhưng mà mình tới tuổi này rồi mà vẫn còn phải xin chu cấp gia đình thì mình không thể. Thì bắt đầu mình bươm trải, mình trải nghiệm cuộc sống, mình trải nghiệm cái đồng tiền, mình trải nghiệm được cái cuộc sống tự do, tự lập bên nước ngoài. Rồi năm nào bạn trở về nước, và cái giây phút mà bạn trở về nước đó thì trong con người bạn nó như thế nào? Bạn cứ nghĩ là bạn đi tìm
các cái tập đoàn lớn bạn làm việc cho họ hay không, hoặc là có cái công ty nước ngoài họ giữ bạn lại không, cái giai đoạn đó bạn sẽ cho mọi người biết chút. Đi khi mà mình trở về thì thực ra là mình trở về là tại vì mình trở về với gia đình, muốn là coi lúc after giống như là muốn coi cái gia đình, coi nhà cho ba mẹ đi du lịch, cho ba mẹ đi, muốn cho ba mẹ đi du lịch ở Mỹ, thì mình về nhà xong rồi mình thấy cái trở về Việt Nam thấy là cái cuộc sống nó rất là ấm áp, rất là tình cảm. Rồi ở lâu rồi sinh ra giống như cái tình cảm gia đình, tình cảm bà con, hàng xóm. Thì tự nhiên lúc đấy là mình lại không muốn đi trở lại nước Úc nữa. Thì xuất phát từ cái tình cảm, rồi cái công việc ở đây là mình cũng có sẵn rồi. Nên là bắt đầu mình mới quyết định là mình ở lại Việt Nam để phát triển, để gần bố, gần mẹ, gần gia đình. Và phát triển thì tại vì mình đã có cái nền móng rồi, thì mình cứ thế mà mình mình phát triển nó lên. Cái doanh nghiệp gỗ của mình á, kinh doanh đồ gỗ nội thất của mình á, hiện tại thì cái thị trường của mình là những cái thị trường nào? Thường là về bên kinh doanh về bên đồ gỗ đồ nội thất thì là cái bên gia đình, thường là những người lập gia đình trên hầu như khoảng 25 tuổi. Và mấy cái bạn mới bắt đầu cưới thì gia đình cũng giống như là về cái tuổi từ 25 tuổi đổ lên. Cụ thể là sản phẩm của bạn là gồm những gì? Về giường, tủ, bàn, ghế, sofa gỗ, sofa nệm. Nói chung là về nội thất văn phòng. Nội thất gia đình là phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn. Và thị trường của bạn là gồm ở những đâu? Thị trường của mình là gồm là những cái bán kính của mình là thị trường là những người xung quanh đó, cách khoảng chừng 30 cây số, 40 cây số đổ lại. Bán kính xung quanh cái huyện Tân Phú đó, xung quanh và ngoài Bình Thuận, Lâm Đồng. Bình Thuận, Lâm Đồng. Wow. Vậy thì những bạn mà cái doanh nghiệp gỗ của bạn nó tên gì, thương hiệu đó là gì? Nội thất Mạnh Tùng. Nội thất Mạnh Tùng. Mọi người mà đang xem trên đoạn video này á, và mọi người muốn tìm hiểu nội thất Mạnh Tùng thì mọi người phải làm như thế nào? Các bạn phải làm như thế nào? Người ta muốn bây giờ là người ta thường bây giờ là người ta muốn là theo truyền thống là người ta truyền tai nhau, nhưng mà người ta đến nội thất Mạnh Tùng, người ta mua, khách hàng đến mua và mình người ta trải nghiệm cái sản phẩm của mình. Thì người khách cảm thấy tốt rồi bắt truyền tai nhau. Rồi nhưng mà khi mà qua được thời gian là mình muốn phát triển nó mạnh hơn. Thì nhờ một người chị cũng là một đối tác. Chị mình muốn học hỏi nhưng mà mình chưa biết học ở đâu. Qua lời giới thiệu chị em cứ đến đi training đi lớp thầy Duy thì em sẽ chị tin rằng em sẽ có được những cái lời giải đáp, những cái câu hỏi, cái câu giải đáp để em phát triển cái doanh nghiệp của em lên. Vậy thì bây giờ mà mọi người mà muốn biết tới cái doanh nghiệp gỗ của bạn thì mọi người sẽ tìm ở đâu? Tìm trên trang web. Thì trực tiếp là họ lên Google và họ gõ cái gì? Nội thất Mạnh Tùng. Nội thất Mạnh Tùng. Ngoài cái trên web Google thì mọi người lên Facebook thì mọi người phải tìm bạn như thế nào? Mọi người có thể tìm mình qua 0918 163560, đó là số điện thoại. Và có thể là lên trang fanpage đánh nội thất Mạnh Tùng. Bạn đã xây dựng cái kênh YouTube cho YouTube đó cho nội thất chưa? Bây giờ thì sau thời gian học hỏi thì bây giờ mình mới đang là thành lập những cái chương trình, những cái YouTube để quảng cáo cái thương hiệu mình lên, để quảng cáo sản phẩm, rồi quảng cáo những cái kinh nghiệm mà mình học được, mình học hỏi từ nước ngoài, mình chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cái người chị mà bạn nói đó là có phải là bạn Hồng Dung không? Dạ phải. Bên giám đốc công ty High Furniture đúng không? Vậy thì không biết là Hồng Dung truyền cho bạn cái cảm xúc gì, cái năng lượng gì mà bạn từ Tân Phú Đồng Nai mà bạn về với Sài Gòn mình trên đây nó tới 130 cây số
và hầu như các khóa học là bạn theo hết. Bạn học thực sự là một sự nỗ lực rất là lớn, thì bạn kể cái cảm xúc đó. Thì khi mà mình trở về Việt Nam thì mình muốn phát triển nó lên nhưng mà mình không biết làm bằng cách nào. Mình có đi tham khảo IKEA, đi tham khảo những cái nội thất, những cái store lớn ở bên Úc, ở bên Mỹ. Thì mình đã tham khảo, mình đã quan sát rất là kỹ và những cái thương hiệu lớn ở bên nước ngoài, nhưng mà mình chưa hình dung ra được những cái hướng để mình đi như thế nào. Và ngay lúc đó chị Dung chỉ kêu em đi học đi, và chỉ cần khi học chị em cứ theo lớp 3 tiếng thôi, là em sẽ biết. Và khi mà mình tham gia lớp 3 tiếng là mình cảm nhận được ngay là cái mình muốn là gì. Rồi mình sống, mình làm, mình kinh doanh không phải là mình làm cho mình, mà mình làm cho mọi người chung quanh mình. Đó là cái câu mà mình từ thầy Duy mà mình nghe là mình cảm thấy ok, đi học ngay, mình không có cần phải suy nghĩ. Mình muốn đem lại một cái giá trị đến cho những người chung quanh mình. Đúng rồi, cái đó là cái động lực. Dạ, cái động lực đúng không? Dạ. Cái động lực mà bạn quý tâm. Và thực sự mà mình nói là bản thân mình cũng vậy. Mình gặp rất là nhiều bạn ở ngay cái đất Sài Gòn này, chạy từ các cái quận chạy xuống đây, cứ ngắn ngủi vậy, chừng 1-2 cây số, 3 cây số, 5 cây số thôi, rất là ngắn, nhưng mà đi học vẫn cứ làm biến hết, lý do A, lý do B. Tuy nhiên ở nơi bạn á, bạn có một cái gì đó, mình biết rằng bạn có một cái động lực gì đó. Nó không phải là tiền, tại vì tiền thì hầu như là gia đình từ hồi giờ kinh doanh thì cũng đã có rồi. Mình biết là nó phải có một cái động lực kinh doanh gì đó, nó rất là mạnh liệt. Thì đúng là bạn có một cái động lực đó, là bạn muốn kinh doanh để còn giúp nhiều người nữa, không đơn thuần đó là tiền. Mình hiểu cái cảm giác này của bạn. Bạn có thể là chia sẻ cho mọi người biết là cái niềm vui trong kinh doanh á, một cái câu chuyện vui trong kinh doanh. Hồi giờ 12 năm lăn lộn trong con đường kinh doanh này thì cái câu chuyện vui nhất nó là gì? Cái câu chuyện mới đây nhất là mình bán một cái sản phẩm, nhưng mà mình nghĩ đó là bán cái sự an toàn cho khách chứ không phải là mình bán cái sản phẩm đó. Đó là cái két sắt. Cái két sắt. Dạ. Rồi. Cụ thể nó sao? Cái két sắt đó là khi mà khách hàng đến mua thì mình cũng tư vấn rất là nhiệt tình, thì mình cũng khuyên khách hàng nên chọn những cái dòng sản phẩm nào tốt hơn. Rồi những cái dòng sản phẩm nào là an toàn, cảm thấy là mức trung bình, cảm thấy là đem lại an toàn cho mình. Khi mà khách hàng vừa mua xong, 2 ngày sau khách hàng đến với mình là nói: "Wow, chị vui quá. Đến mà chị tí nữa là bị mất trộm, nhưng mà tại sao mà chị vui? Mất trộm sao chị vui? Không, chị lại mua cái két, mới mua được cái két mà khách hàng mới mua cái 2 ngày mà trộm nó vô nhà. Và nó lấy được chìa khóa trong cái két, lấy được cái chìa khóa của cái két sắt, nhưng mà cái điều may mắn là chị không mất cái gì hết. Vì cái két sắt nó có những cái mật mã, thì cái người trộm người ta không thể lấy được. Cho dù không cho xoay tới xoay lui, mà cách khân thì không khân nổi, nhưng mà người ta chạy đến mình, người ta cảm thấy là người ta vui, bởi vì người ta bảo vệ được cái tài sản, mình đem lại được cái niềm vui, được cái sự an toàn cho cái người khách. Cái người khách đó tự nhiên người khách là đến rồi người ta đặt thêm một cái két nữa và mua những sản phẩm giường, tủ, bàn phấn một bộ cho gia đình. Rất là tuyệt vời. Tức là mình mang một niềm vui gì đó cho khách hàng, làm mình cảm giác vui. Vậy thì trong kinh doanh á, cái gì mà làm cho bạn đau buồn? Có những lúc mà bạn cảm giác bạn thắt, bạn đau buồn, bạn trăn trở rất là nhiều. Bạn có thể kể một cái câu chuyện. Về cái kinh doanh thì gặp những cái sự khó khăn thì rất là nhiều. Về những cái người giống như cái khách hàng thì mình cảm thấy những cái khách hàng khó khăn, mình không biết cách giải quyết làm sao. Những cái người khách khó, mình dùng đủ mọi cách để thuyết phục người ta, nhưng mình cuối cùng mình cũng không chiến thắng. Mình cảm thấy là mình cái gì đó mình chưa thuyết phục được người ta. Rồi những cái hướng mình đi, cái hướng kinh doanh mình làm sao mình đi như vậy có đúng hay không. Rồi làm sao để mình phát triển cái doanh nghiệp của mình lên. Những cái suy nghĩ, những cái băn khoăn. Rồi những khi mà mình chạy chương trình promotion, là chạy big sale something, là cái gì đó, là mình rất là mệt, rất là nỗ lực, nhiều khi thức tới 2 giờ sáng, 3 giờ sáng để chạy chương trình, tại vì
cái doanh nghiệp của mình chỉ có mình đứng, mình hầu như là mình làm tất cả. Vậy thì những cái nỗ lực kinh doanh trong 12 năm nhưng nó có một cái chặng đường rất là dài. Vậy thì nếu mà gửi một lời khuyên lại cho những bạn muốn khởi nghiệp thì bạn khuyên cái điều gì? Về những cái bạn mới khởi nghiệp thì bạn làm đúng. Khi mà mình đi học thì mình nghe thầy Duy nói là khởi nghiệp thì bạn nên làm từ lúc bạn chưa có gì. Bạn bắt đầu bằng cái bạn chưa có gì, bạn không có gì để bạn mất. Bạn không có tiền, không có kinh nghiệm, không có mối quan hệ, không có mối, cái gì cũng không, sản phẩm cũng chưa có. Rồi khi mà mình thất bại thì mình chẳng có gì để mất. Đúng rồi. Và mình học hỏi được rất nhiều từ những cái bài học mình đã trải qua, mình đã thất bại. Thì bạn mình nên khuyên các bạn nên khi bước ra hướng khi học xong, học đại học xong hướng ra, hoặc là những bạn mới học 12 xong nên hướng, nên xác định cho mình một cái mục tiêu để mình đi và tìm những cái người thầy giỏi, những cái người thầy trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu mà mình thích trong kinh doanh, mình tìm những cái người thầy giỏi trong kinh doanh mình học theo. Rồi mình, nếu bạn muốn đi nhanh thì bạn phải kiếm bạn có những người thầy dẫn, có những người thầy dẫn dắt bạn đi thì bạn sẽ đi nhanh. Có những bạn họ xem đoạn video này, tại cái đoạn video chúng ta sẽ được đưa lên YouTube, lên Facebook rất là nhiều, thì họ muốn liên hệ với bạn để họ muốn ra họ khởi nghiệp cái ngành nội thất này, thì bạn có sẵn sàng chia sẻ không? Dạ sẵn sàng. Sẵn sàng chia sẻ cái gì đâu mà với cái kinh nghiệm của truyền thống gia đình, thì bạn đã đi một chặng đường rất là dài, 12 năm trong lĩnh vực kinh doanh gỗ nội thất, và mình tin rằng các bạn muốn ra khởi nghiệp lĩnh vực này thì các bạn cứ liên hệ với bạn Trúc. Và bạn Trúc sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bí quyết, những cái kinh nghiệm. Dĩ nhiên chia sẻ ít thì chắc là miễn phí, mà chia sẻ nhiều thì các bạn cũng phải nhượng quyền hay là cái gì đó thì chúng ta sẽ làm. Nhưng mà những cái câu hỏi nó rất mắc bình thường thì mới ra khởi nghiệp thì chắc chắn là bạn Trúc sẽ chia sẻ dạng hết thôi. Và bây giờ nếu mà có một cái điều gì tâm sự nữa thì bạn Trúc có thể tâm sự điều gì? Thì cũng mới gần đây nhất thôi, mình cách đây năm ngoái, cách đây hơn một năm, thì mình cũng có một người bạn, người bạn ở Bình Phước, ở Bình Phước lắm, thì cũng qua bên mình cũng muốn hỏi, muốn kinh doanh bên nội thất, thì bắt đầu mình mới hỏi giờ em muốn kinh doanh bên nội thất, nhưng mà giờ em chưa có kinh nghiệm gì, thì giờ em ra kinh doanh được không? Thì mình khuyên em cứ ra đi, bao nhiêu anh lo. Mình mới nói là cứ ra đi, anh sẽ hỗ trợ cho cái gì anh biết anh sẽ chia sẻ tận tâm. Những cái mình biết là mình sẽ chia sẻ hết. Bây giờ bạn ra chưa? Bây giờ đã ra rồi. Và làm cũng rất là ok. Mình nói là rất là vui đúng không? Khi giúp một người mình cảm thấy rất là vui. Và mình giúp đỡ ai, tại vì mình thích thật sự là giúp đỡ ai, rồi mình cảm thấy mình vui. Các bạn thấy rất là tuyệt vời không ạ? Vậy thì cảm ơn các bạn đã xem cái chương trình này. Các bạn muốn tương tác với bạn Trúc thì các bạn thấy hồi nãy á, các bạn lên Google hoặc là các bạn lên Facebook. Và các bạn nhớ bấm nút đăng ký nhé. Và chúng ta sẽ còn rất là nhiều chương trình và các bạn sẽ gặp được rất là nhiều bạn doanh nhân rất là giỏi giang nữa. Và cái niềm đam mê cháy bỏng ở trong cái con người của họ. Chào tạm biệt các bạn.